Giá cà phê hôm nay ngày 25 tháng 9, Arabica tiếp tục tăng, số bút ta thận trọng trong bối cảnh tồn kho sụt giảm. Giá cà phê hôm nay ngày 25 tháng 9 trong khoảng 39.500 đến 40.400 đồng mỗi kg. Thị trường New York tiếp tục tăng, không chỉ do ước tính sản lượng Arabica năm nay của Brazil giảm tới 8%, xuống ở mức 30,7 triệu bao mà còn do tình hình thời tiết hiện tại của quốc gia này. Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc, Lâm Đồng giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 39.500 đồng mỗi kg. Tại huyện Cư Mờ Ga, Đắk Lắc giá cà phê hôm nay ở mức 40.400 đồng mỗi kg. Tại huyện Yê Hát Leo, Đắk Lắc, Buôn Hồ, Đắk Lắc giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 40.300 đồng mỗi kg. Tương tự tại tỉnh Đà Nông. Giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 40.300 đồng mỗi kg tại Gia Nghĩa và 40.200 đồng mỗi kg ở Đà Giờ Lấp. Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 40.400 đồng mỗi kg, chư Prong, ở Play, Cu và Lager dài cùng giá 40.300 đồng mỗi kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Con Tum được thu mua với mức 40.300 đồng mỗi kg. Sáng nay, giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm giảm nhẹ so với cùng thời điểm hôm qua. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất. Giá cà phê Robusta tại London giao tháng 11 năm 2021 giảm 11 USD mỗi tấn ở mức 2.135 USD mỗi tấn. Giao tháng 1 năm 2022 giảm 1 USD mỗi tấn ở mức 2.118 USD mỗi tấn. Trong khi đó trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 12 năm 2021 tăng 1,4 CLB ở mức 192 CLB giao tháng 3 năm 2022 tăng 1,35 CLB ở mức 194,75 CLB. Thị trường New York tiếp tục tăng, không chỉ do con ác tính sản lượng Azabica năm nay giảm tới 8% so với ước tính trước đó xuống ở mức 30,7 triệu bao mà con do báo cáo thời tiết ở một số khu vực phía tây Minasai. Tuy đã có mưa mùa xuân nhưng lượng mưa vẫn chưa đủ để cải thiện độ ẩm và kích thích cây cà phê ra hoa vụ mới. Trong khi mối lo sản lượng Brazil năm 2022 sụt giảm vẫn chưa thay đổi, giá cà phê Robusta vẫn còn nguyên mối lo nguồn cung thiếu hụt dẫn đến lượng tồn kho trên sàn London tiếp tục sụt giảm. Tuy vậy, khối lượng thương mại trong phiên rất thấp, thể hiện sự thận trọng của nhà đầu tư khi các chỉ số kỹ thuật cho thấy thị trường này đã vào vùng quá mua. Hiện tượng giá nghịch đảo được nới rộng, thể hiện giới đầu cơ chi mạnh tay để kéo hàng về các tháng gần. Từ đầu tuần đến nay, vùng Tây Nguyên của Việt Nam đón lượng mưa lớn do hoàn lưu bão số 6 gây ra. Trong bối cảnh sắp bước vào vụ thu hoạch năm nay, một số địa phương tại khu vực này vẫn đang phải áp dụng các biện pháp mạnh để phòng dịch COVID-19. Thống kê của Sở Nông nghiệp Phát triển và Nông thôn tỉnh Gia Lai, địa phương đang có trên 97.000 hecta cà phê, trong đó diện tích đang cho thu hoạch khoảng hơn 80.000 hecta. thường vào vụ thu hoạch, nhân công các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Quảng Ngãi, đổ về hái khoán cà phê nhưng nay do dịch Covid-19, phong tỏa nhiều nơi sẽ khiến việc đi lại khó khăn hơn. Nhiều chủ vườn lo ngại thiếu nhân công. Mọi năm Gia Lai thu hút từ 7.000 đến 8.000 lao động ngoại tỉnh vào thời vụ này. Tây Nguyên là vựa cà phê lớn nhất cả nước với gần 600.000 hecta, tập trung chủ yếu ở khu vực các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Đà Nông và Lâm Đồng. Ngành cà phê đóng góp 3% GDP cả nước, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho trên 600.000 hộ nông dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội xoa so đói giảm nghèo ở vùng tây nguyên giá tiêu hôm nay ngày 25 tháng 9 là quan tới mức 85.000 đồng mỗi kg nhiều doanh nghiệp vẫn xuất khẩu tăng trong dịch covid-19 giá tiêu hôm nay ngày 25 tháng 9 trong khoảng 77.000 đến 81.000 đồng mỗi kg các chuyên gia nhận định giá tiêu trong nước có thể lên đến 85.000 đồng mỗi kg trong thời gian tới tại tỉnh đắk Lắk đàn ông giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 79.000 đồng mỗi kg tại tỉnh gia lai Giá tiêu hôm nay ở mức 78.000 đồng mỗi kg. Trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 77.000 đồng mỗi kg. Tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 81.000 đồng mỗi kg. Còn tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 80.000 đồng mỗi kg. Sáng nay giá tiêu trong nước giữ ổn định so với cùng thời điểm hôm qua. Thị trường tiêu nội địa sau đợt tăng nhẹ do nhu cầu từ Trung Quốc lại đang rơi vào tình trạng khá trầm lắng do dịch COVID-19 tại Tây Nguyên. Các tỉnh Đông Nam Bộ vẫn diễn biến phức tạp, nhiều địa phương giãn cách buộc các đại lý đóng cửa, giao dịch đình trệ. Hiện nay cũng là thời điểm chuẩn bị bắt đầu vụ thu hoạch cà phê nên vụ 2021 đến 2022, cho nên giới đầu cơ cũng tập trung nguồn lực sang mặt hàng này hơn. Do vậy chắc chắn thị trường tiêu sẽ bị ảnh hưởng khi giá cà phê đang ở mức tốt ta đang cao nhất 4 năm qua. Tuy vậy, các chuyên gia nhận định giá tiêu trong nước có thể lên đến 85.000 đồng mỗi kg trong thời gian tới do nguồn cung eo hẹp và lượng tiêu tồn kho ở mức thấp. Bên cạnh đó, việc nhiều tỉnh, thành phố nới lỏng giãn cách xã hội sẽ khiến thị trường sôi động hơn. Theo thống kê, trong tháng 8 năm 2021, xuất khẩu hạt tiêu của Pearl Group, Nepi Việt Nam, Liên Thành, Hoàng Gia Luân giảm so với tháng trước, trong khi Olam Việt Nam, Phúc Sinh, Già Vị Sơn Hà lại có sự gia tăng. 8 tháng đầu năm, doanh nghiệp xuất khẩu hạt tiêu lớn nhất của Việt Nam vẫn là Pearl Group với 18.106 tấn, giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Một số doanh nghiệp lớn khác cũng có khối lượng xuất khẩu giảm trong 8 tháng đầu năm nay, như Phúc Sinh đạt 12.435 tấn, giảm 20,8%, Hap Giao Si đạt 9.438 tấn, giảm 7,9%. ZK Commodity và Sinh Lộc Phát cũng giảm 28,4% và 43,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, một số doanh nghiệp ghi nhận khối lượng xuất khẩu tăng so với cùng kỳ năm ngoái như Olam Việt Nam tăng 6,1%, Nepi Việt Nam tăng 12,1%, Liên Thành tăng 45,7%. Trong danh sách doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2020, Ngành hồ tiêu có sự góp mặt của 12 doanh nghiệp và đây cũng là những doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam hiện nay như Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Trân Châu, Công ty Cổ phần Phúc Sinh, Công ty Cổ phần Sản xuất Dịch vụ Xuất nhập khẩu Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư Phúc Thịnh.